không không kịp. Bác đừng có ra ngay lúc đó đang nói chuyện thương thảo. Mình ở dòng xe bản tên, mình đi vô phòng thử thách luôn, đi gần gần đó. Rồi mình chạy vô phòng thử thách luôn. Nó săn mình. Mình ngồi đây đi, đừng vô, khoan vô, khoan vô. Ngồi đây đi, khoan vô. Mình nói chuyện chứ hả người anh em? Thì lúc đầu là liên minh là đúng hợp lý trong này tình huống đó, còn bây giờ là chỉ còn 4 người ở ngoài thôi. Bây giờ sao, anh muốn đấu luôn không hay sao? Đấu đi. Đấu thì chơi sao vậy? Tay đôi đi, em với lại Phát, chị với Lâm. Ok. Trời ơi. Lần đấu với Ngọc nha. Chị sẽ cố gắng giữ anh Phát. Em phải xấy Ngọc càng nhanh càng sớm càng tốt nha. Không. Okay. Từ từ. Phát, giờ tách ra đúng không? Mình đợi xíu anh Quy ra nói sao. Mình khui nước ngọt, mình khui XXMO, mình ngồi mình uống xong rồi mình từ từ mình nói, đừng gấp gì hết. Chị không có làm được gì hết, em phải mạnh hơn chị. Thôi em coi từ mùa 1 tới mùa 2 rồi, chị đừng nói vậy. Thế chị bị loại từ tập 1 tới tập 10 không? Thôi. Đừng chị Ngọc ơi. Chị mệt đó Lâm ơi, chị già rồi Lâm. Thế em cũng không có lứa tuổi, không có ổn lắm. Làm sao đây bác? Bác cái lưng qua đi. Chậu. Chạy rồi. Ok. Lăn eo đi, loại. Yeah. It's Lin. À, với em đang cùng nhau. Nói chung cuộc chiến ngày hôm nay quá mệt mỏi, ai cũng mất sức hết á. Yeah. Hay quá cậu ơi, Ngọc trụ được tới giờ này là hay lắm luôn á. Bây giờ ở trong kia là còn ai? Vinh, một mình. Đôi kia còn Ngân Huy. Anh biết em mệt nên anh nhường cho em cái giường á, em có thể nằm ngủ nha. Em ông mạnh quá luôn á. Em bao nhiêu tuổi? Em 25 anh. Tao phải dục. Tức ghê, hỏi nó nhiêu tuổi là 25 tuổi. Ý là lúc em bị xé em còn nhiêu tuổi. Lúc em bị xé là em 70 tuổi. À 70 tuổi. À ủa bây giờ ai đang chơi cái trò chơi? Thì anh Vinh với là chị với là anh Huy. Nhưng mà anh Vinh rất mạnh. Bây giờ không, hồi nãy nguyên một team muốn làm không là anh Vinh luôn mà. Chị Thảo Ngân Vinh rất mạnh. Bây giờ còn không làm lại đâu. Anh Vinh mỏng cho tháng là không tháng đâu. Bị thương tích đấy. Thương tích đấy, đừng có đùa. Đồng đội. Ok,
mình từ đây là mình chấm dứt cái sự tin tưởng là lời hứa là đóng tay đôi. Ngày hôm nay Phát đã tốt nghiệp rồi mọi người ơi. Thúy Ngân loại. Thúy Ngân loại. Không sao, tại nãy em chần chừ quá à. Em chần chừ, em không muốn xé chị Ngọc sợ đau. Bảo đảm sự nhân từ luôn. Của em Ngân là bảo đảm sức mạnh nha. Bye bye mọi người. Nè em xé được em rồi thì phải gán thắng luôn nghe chưa. Chị Ngọc phải lắc chuông nha. Trời ơi, bữa nay Ngọc sống dai với Ngọc. Sống còn là anh Vinh với Huy nữa. Ghê. Lâu lâu được tập sống lâu rồi. Ô là trời à. Huy. Chịu quá. Trong đây. Trong đây. Thôi ơi. Em ra được rồi Vinh ơi. Vinh ơi. Vinh ơi. Cái rung dài vậy. Này cái này sao nó ngã hoài ha. Ấy da, sao nó ngã hoài vậy? Vinh ơi là Vinh. Em bỏ lên được không? Em chiều cao mét 8 mấy mà Vinh. Hai người phải đón tay đôi. Ủa phải đón tay đôi. Em ra đây.